Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Tại là anh hồi nãy anh nói anh ở đâu, em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. Anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. À, trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, đợi MC em. Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên là Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ, em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi, nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền, năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, về vẽ, cũng biết chơi thể thao ạ. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì em ăn hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ, là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi chứ, tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em á thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em á thì là em cảm nhận riêng của mình á thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc, và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không. Sao dạy mầm non mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Đó. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Dạ. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ rồi, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ là người nhà rồi. Dạ chào các cô ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi. Nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì biểu lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với anh họ. Dạ em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đằm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình.
Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Hy vọng có bạn Hiền thì hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Ông Anh nói vậy, ông Anh dễ thương ghê. Dạ. Phải học tính ông Anh nói được. Đi cô gái phải học được. Mai mốt là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc. Nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới công chuyện luôn. Bạn bạn trước. Bạn bạn trước. Em cũng có muốn tặng mình nói gì đi chứ không, không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á, thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quỳnh Vinh có nói á, là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á, thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Em xin phép được quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Quà nhà kỷ niệm hai người gặp nhau như có một cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên, dân thể thao mà, đứng lên không giờ hết đất cho nó nóng máy lên này. Nào cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Coi chừng cái mặt nha, thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trình. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được. Cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. Bây giờ hai mới bạn gặp nào quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? Cảm nhận đầu tiên của em thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất. Và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng không có, cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á, là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Yeah. Tiếp xúc 3D, chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Em cũng men lắm à. Chứ không... Lúc ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á, thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Kế hoạch anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á, thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở. Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Dạ. Với chỗ ngủ nè. Với chỗ ngủ nè. Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Yeah. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì có thể là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À, được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ, cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được, nhưng mà không có nhiều món thôi.
Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh cái chắc anh ta? Nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới. Muốn thì đứng dậy. Hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương. Mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình. Mình cũng thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ, và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhìn tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Dạ, có vẻ hơi dở nhưng mà... Em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm trái tim anh... Anh quên rồi. Hay à, bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác coi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi, rồi chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình. Bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó. Và quyết định bằng chính mình các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức, mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu ở thành đôi thì có cháu thành để chăm đôi. Sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lợi. Dạ, cháu... Dạ, cháu sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời ạ. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trình, Trình. Anh Trình. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Dễ thương ha. Dạ.